Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 1 gồm có Trước hết là bản tin Kế đến là một nền kinh tế Francisco và cuối cùng là gương chứng nhân. Bây giờ kính mời quý vị cùng Phan Cương và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp các đại diện các ngành kỹ thuật y tế X-quang phục hồi chức năng và dự phòng. Vatican trong cuộc gặp gỡ các chuyên viên kỹ thuật y tế x quang phục hồi chức năng và chăm sóc dự phòng, Đức Thánh Cha kêu gọi họ hãy luôn hướng đến các giá trị đạo đức như một tài liệu tham khảo không thể thiếu cho nghề nghiệp của mình. Các giá trị này được kết hợp với kiến thức khoa học và các kỹ năng sẽ giúp họ đồng hành tốt hơn với bệnh nhân. Trước hết, Đức Thánh Cha muốn nhân cơ hội gặp gỡ các đại diện của hàng ngàn chuyên gia chăm sóc sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn về những việc họ làm hàng ngày Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trong thời gian đại dịch. Ngài đề cao ý thức trách nhiệm được thúc đẩy bởi sức mạnh của tình yêu đã cho phép họ hoạt động phục vụ người khác, thậm chí gặp nguy hiểm cho sức khỏe của chính họ. Đề cập đến ngày thế giới bệnh nhân vào ngày 11 tháng 2, Đức Thánh Cha mời gọi họ suy tư về kinh nghiệm bệnh tật. Điều này theo Ngài, ngày nay càng phù hợp hơn, thực sự cần thiết, bởi vì văn hóa hiệu quả và vứt bỏ thường thúc đẩy chúng ta phủ nhận nó không có chỗ cho sự mong manh yếu đuối. Đức thánh cha nhấn mạnh nền văn hóa chăm sóc hành động ngược lại được cụ thể qua người Samari nhân hậu. Đức thánh cha nói, dụ ngôn này chỉ ra cụ thể các hành động, dụ ngôn chỉ cho chúng ta thấy cách thức xây dựng lại cộng đồng khởi đi từ những con người biết đồng cảm với các yếu nhược của người khác, không chấp nhận một xã hội loại trừ, nhưng vì thiện ích chung sẵn sàng đến bên, nâng dậy và phục hồi người quỵ ngã. Nhận định rằng ngành y phát sinh từ một sự lựa chọn các giá trị. Đức Thánh Cha nhắc các chuyên viên y tế, khi phục vụ các bệnh nhân hãy nhớ rằng, trước hết họ là con người, con người phải luôn ở trung tâm, trong tất cả các chiều kích của họ, bao gồm cả chiều kích thiêng liêng, một tổng thể thống nhất, trong đó các khía cạnh sinh học và tinh thần, văn hóa và quan hệ, các kế hoạch và môi trường của con người được hài hòa dọc theo hành trình cuộc sống. Đức Thánh Cha nói, Gia đình là nơi đón nhận và chăm sóc mọi người. Vatican, Đức Thánh Cha nói trong buổi tiếp kiến dành cho các thành viên của Cộng đoàn Thánh Doan 23. Gia đình phải là nơi tất cả mọi người đều được đón nhận, chăm sóc và là điểm dừng để có thể bắt đầu lại. Cộng đoàn Thánh Doan 23 do cha Oreste Benji thành lập vào năm 1968. Hiện nay, cộng đoàn hiện diện tại hơn 40 quốc gia với hơn 500 ngôi nhà đón tiếp hơn 40.000 thành viên chính thân phục vụ những người bị bỏ rơi bên lề xã hội, người vô gia cư. Cộng đoàn cũng hoạt động thông qua các dự án cứu trợ nhân đạo khẩn cấp và cộng tác phát triển, hiện diện trong các vùng xung đột qua các hoạt động phi bạo lực. Ngõ lời với các thành viên của cộng đoàn, Đức Thánh Cha nhắc lại khuôn mặt của vị sáng lập, cha Oreste Benji, người đã luôn nhìn các thiếu niên bằng đôi mắt và con tim của Chúa Giêsu. xu Cha gần gũi với những trẻ em hư hỏng, bị bỏ rơi. Cha hiểu cách thiếu niên đó thiếu tình thương cha mẹ, tình anh chị em. Nói về gia đình, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng máy ấm gia đình có chỗ cho tất cả, trẻ em, người khuyết tật, người lớn tuổi, người nước ngoài, và cho những ai tìm một điểm dừng để bắt đầu lại, một gia đình trong đó người ta tìm lại chính mình gia đình là một nơi chăm sóc tất cả mọi người bởi vì đó là câu trả lời cho nhu cầu bẩm sinh về các tương quan mà mỗi người đều có. Đức Thánh Cha giải thích rằng Chúa cũng nhìn thấy những giới hạn của chúng ta và giúp chúng ta mang lấy những giới hạn đó. Nhưng trên hết, Thiên Chúa nhìn vào trái tim và nhìn thấy mỗi người trong sự trọn vẹn. Thiên Chúa nhìn chúng ta trong hình ảnh Chúa Giêsu và với tình yêu Chúa giúp chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Chúa Giêsu là đấng hoàn hảo, là sự viên mãn của nhân loại và tình yêu Thiên Chúa làm cho chúng ta lớn lên theo mức độ viên mãn này. Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ chỉ đạt được sự viên mãn này trên thiên đàng, nhưng ngay trong cuộc sống này, tình yêu giúp chúng ta trưởng thành mỗi ngày như hạt giống nảy mầm và phát triển trên cánh đồng và trở thành một bông lúa mì xinh đẹp. Đức Thanh Cha kết luận với những lời bảo đảm, Thiên Chúa nghe lời cầu nguyện hòa bình của anh chị em. Chúng ta tin rằng Chúa ban bình an ngay lập tức hôm nay. Chúa ban bình an cho chúng ta, nhưng tùy thuộc chúng ta đón nhận bình an trong tâm hồn và cuộc sống của chúng ta. Đức Thánh Cha mời gọi người công giáo Cuba nhìn về cội nguồn để xây dựng tương lai. Vatican, Đức Thánh Cha gửi thư cho Giáo hội Công giáo Cuba nhân dịp kỷ niệm 25 năm Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viếng thăm đất nước này. Ngài mời gọi người dân Cuba cùng bước đi trong đức tin để xây dựng một tương lai ngày càng xứng đáng và tự do. Đức Giáo Hoàng Joan Paulo II thực hiện chuyến tông du đến Cuba cách đây 25 năm, từ ngày 21 đến 25 tháng 1 năm 1998. Trong thư gửi đến Đức Hồng Y Joan de la Caridad Gracias Rodriguez, Tổng giáo mục San Cristopa de la Habana, các giáo mục Cuba và toàn thể các tín hữu, Đức Thánh Cha nhắc lại những lời của Thánh Joan Paulo II khi ngỏ lời với giới trẻ Cuba vào ngày 23 tháng 1 năm 1998 rằng các con hãy đối diện với những thách đố lớn của thời điểm hiện tại bằng sức mạnh và sự tiết độ, bằng công lý và sự trân trọng. Hãy quay trở về cội nguồn Cuba và Kitô giáo của các con và làm mọi sự có thể để xây dựng một tương lai ngày càng xứng đáng và tự do hơn. Đừng quên rằng trách nhiệm là một phần của tự do. Hơn nữa, con người chủ yếu được đánh giá bởi trách nhiệm của chính mình đối với người khác và đối với lịch sử. Đức thánh cha viết tiếp: Những gốc rễ này đã được củng cố cho phép chúng ta thấy chúng lớn lên và phát triển trong chứng tá của rất nhiều người, trong anh chị em, những người làm việc và hy sinh chính mình mỗi ngày cho người khác, không chỉ cho gia đình, nhưng còn cho bạn bè, người lân cận, cho tất cả mọi người và trên hết là cho những người thiếu thốn nhất. Sau đó Đức thánh cha cảm ơn người công giáo Cuba vì đã làm gương về sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Điều này cho thấy một tinh thần cởi mở chào đón và liên đới. Ngài mời gọi mọi người tiếp tục cùng nhau bước đi trong niềm hy vọng, biết rằng luôn luôn và nhất là ở giữa nghịch cảnh và đau khổ, Chúa Giêsu và mẹ người đồng hành với anh chị em, giúp anh chị em vác thập giá và an ủi anh chị em với niềm vui phục sinh. Phần cuối thư, Đức Thánh Cha nhắc đến vị tôi tớ Chúa, Felix Varela Morales, linh mục và triết gia người Cuba, như một chứng tá về sự cần thiết phải bén rễ trong điều tốt và kết quả của nỗ lực này Ngài mời gọi các tín hữu Cuba tiếp tục đi sâu hơn vào nguồn cội với lòng can đảm và trách nhiệm và tiếp tục sinh hoa trái kết hợp trong đức tin, hy vọng và bác ái. Đức Hồng Y Krajewski mang thêm viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Vatican, Đức Hồng Y Krajewski, Tổng trưởng Bộ Bắc Ái của Vatican cho biết, đã lạc quyên được thêm 30.000 euro để mua thêm áo giữ nhiệt và máy phát điện để gửi đến những khu vực cần nhất ở Ukraine. Nhà thờ Santa Sofia của người công giáo đông phương Ukraine ở Roma là trụ sở tiếp nhận các đóng góp để chuyển sang Ukraine. Từ sáng thứ Bảy ngày 14 tháng 1, khoảng 20 người gồm các chúng sinh và các tình nguyện viên Ukraine khác đã bắt đầu chất hàng lên xe tải viện trợ. Chiếc xe tải lớn từ Slovakia đã lên đường hướng tới khu vực Zaporizhia, một trong những tâm điểm của cuộc chiến ở Ukraine, nơi đã hứng chịu nhiều cuộc oanh tạc của Nga trong nhiều tháng. Trước lễ Giáng sinh, Đức Hồng Ikrajevsky đã lái xe chở sang Ukraine khoảng 40 máy phát điện và một số lượng lớn áo giữ nhiệt do Bộ Bắc Ái mua. Sau khi phân phát viện trợ nhân đạo cho nhiều vùng khác nhau của thủ đô Kyiv, Ngài đã ở lại để mừng lễ Giáng sinh mang theo sự gần gũi và phép lành của Đức Thánh cha. Nó đánh dấu một lễ Giáng sinh thời chiến với cái lạnh bút giá và u ám. Với số tiền 300.000 euro quyên góp được, Bộ sẽ mua thêm và vận chuyển máy phát điện và áo giữ nhiệt đến Ukraine để cung cấp cho rất đông người đang cố gắng sống sót trong điều kiện sống ngày càng trở nên tồi tệ hơn do thời tiết rất lạnh hiện nay. Đức Hồng Y Krajewski nói với Vatican News rằng đó là một mạng lưới tốt lành với những người giúp đỡ đồng bào của họ, muốn giúp đỡ những người đang đau khổ. Nổ súng bên ngoài nhà thờ công giáo ở London London, vào trưa thứ Bảy 14 tháng 1, một vụ nổ súng nhắm vào các tín hữu vừa ra khỏi nhà thờ sau khi tham dự lễ an táng cho một phụ nữ trẻ và mẹ của cô đã qua đời cách nhau một tháng vào tháng 11 năm ngoái. Vụ nổ súng xảy ra tại nhà thờ Thánh Aloysio ở khu vực Houston, phía bắc London, khiến 6 người bị thương, trong đó có hai trẻ em. Các phát súng đã được bắn từ một chiếc xe chạy ngang qua nhà thờ vào lúc khoảng 1 giờ 30 chiều giờ địa phương. Cha Jemery Truth, cha sứ của nhà thờ cho biết, cha đã nghe thấy tiếng súng sau khi những người tham dự thánh lễ rời nhà thờ. Theo Sky News, cha Jeremy nói, Tôi đang ở trong nhà thờ thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn và mọi người đổ xô vào nhà thờ la hét và nói rằng có tiếng súng nổ. Cha kể, không có từ nào có thể mô tả những gì đã xảy ra và tôi không thể tưởng tượng được tại sao mọi người lại có thể làm một việc như vậy. Có hàng trăm người trong nhà thờ bước ra, một sự hỗn loạn. Tiếng la hét và âm thanh hoảng loạn có thể được nghe thấy trên một đoạn video quay từ bên trong nhà thờ. Một trong những nạn nhân của vụ xả súng, một bé gái 7 tuổi được cho là đang trong tình trạng ổn định nhưng vẫn nguy hiểm đến tính mạng, trong khi một phụ nữ 48 tuổi được cho là có những vết thương có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Ông Jack Rowlands, giám đốc của cảnh sát khu vực London cho biết, trong một cuộc họp báo vào thứ Bảy rằng, đó là một sự cố gây sốc, mọi người đến đây để tham dự một đám tang, để được ở bên bạn bè và những người thân yêu và cùng nhau than khóc người thân. Thay vào đó, họ là nạn nhân của một hành động bạo lực vô nghĩa chiều Chủ nhật ngày 15 tháng 1, cảnh sát London đã bắt giữ một thanh niên 22 tuổi, người được cho là có liên quan đến vụ nổ súng. Một linh mục Nigeria bị chết cháy sau một cuộc tấn công Abuja, rạng sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 1 năm 2023, tại bang Niger của Nigeria, một nhóm cướp đã tấn công, đốt nhà sứ của giáo xứ Thánh Phaero và Paulo ở Kafinkoro, vùng Paikoro, làm cho cha Isaac Achi bị chết cháy và Jacqueline bị thương. Cảnh sát xác nhận vụ tấn công bạo lực diễn ra khoảng 3 giờ sáng Chủ nhật. Những kẻ cướp đã tìm cách đột nhập vào nhà xứ nhưng không được nên phóng hỏa đốt ngôi nhà. Cha Isaac Achi không chạy kịp nên đã bị chết cháy. Cha Collins bị thương do bị bắn vào chân, được đưa đến bệnh viện để chăm sóc. Thống đốc bang Niger, Ahaji Sani Benlo Akubaka, nơi xảy ra vụ tấn công, mô tả vụ tấn công là vô nhân đạo và ra lệnh cảnh sát địa phương mau chóng truy bắt thủ phạm. Ông nói, đây là một thời điểm đáng buồn đối với một linh mục bị giết theo cách như vậy. Có nghĩa là tất cả chúng ta đều không an toàn, cần phải hành động quyết liệt để chấm dứt cuộc tàn sát đang diễn ra này trong một thông báo, giáo phận Minna nơi giáo sứ Thánh Phaero và Paulo thuộc về cho biết, cha Achi là linh mục chánh xứ và là chủ tịch chi nhánh địa phương của Hiệp hội Kitô Nigeria. Thông báo viết, cầu xin linh hồn cha Achi và linh hồn của tất cả các tín hữu được nghỉ yên muôn đời. Trong một cuộc tấn công vài giờ sau đó, những kẻ cướp đã tột nhập vào nhà của một kỹ thư hữu ở làng Dan Sauni ở bang Kassina, bắt cóc 5 người khi họ đang chuẩn bị đi tham dự thánh lễ tại một nhà thờ gần đó. Mất an ninh là một vấn đề lớn ở quốc gia đông nhất châu Phi, nơi các cuộc tổng tuyển cử đã được lên kế hoạch vào tháng tới mặc dù các băng nhóm tội phạm chủ yếu được thúc đẩy bởi lợi ích tài chính từ các khoản thanh toán tiền chuộc, một số đã củng cố mối quan hệ với các chiến binh thánh chiến từ phía đông bắc Nigeria, nơi họ đang tiến hành một cuộc nổi dậy kéo dài 14 năm để thành lập một lãnh thổ riêng. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt chuyên mục. đời sống và chọn lựa phần tiếp theo. Sinh viên gì đâu mà lại đi học muộn nữa rồi. Giờ này mà sao phòng học còn tôi om thế này? Chắc lại chưa tới nữa rồi. Lúc nào mình phải đi trước để bật đèn thế này ta? Con đây thầy ơi. Hả? Ủa sao phòng học còn tối om thế này? Đợi thầy đợi con chút. Phải hai người thì con mới bật điện, một người con không có bật điện đâu. Tiết kiệm điện mà thầy. Ừ? ủa vậy đến sớm mới ngồi trong bóng tối vậy à? Con đâu có ngồi trong bóng tối đâu thầy, có đèn pin nè thầy, một cái đèn pin dù nhỏ bé nhưng rất sáng. Thôi, Ôi, tắt cái đèn pin cho tôi nhờ. Ủa, <laughs> sao mà trẻ mắt sướng vui đến vậy? Tại thầy đó. Gì? Tại vì bài học tuần trước thầy dạy con là lối sống của mình á, dù có chọn lựa lớn nhỏ gì cũng không được để ảnh hưởng tiêu cực đến người khác nhưng mà phải làm sao để đem lại lợi ích chung cho tất cả mọi người vì thế cho nên con quyết định là mình phải có một lối sống tiết kiệm từ mọi thứ cho đến um, tiết kiệm điện luôn con đâu có dám mực điện đâu Suốt ngày con học với cái đàn pin này cho nên giờ mắt con sưng lên luôn rồi thầy ơi à. À, cái này chắc chỉ có trách bản thân mình là dạy chưa tới nơi tới chốn rồi ủa thế nãy giờ bật đèn pin là học cái gì á trời con đang say mê đọc cái chủ đề này hay lắm thầy ơi thầy muốn nghe không mời đọc nghe có vẻ không phấn khởi lắm nhưng mà vẫn đọc cho thầy nghe nè chúng tôi tin vào chủ nghĩa nhân văn mang tính toàn diện bao hàm một lối sống tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người chúng tôi cũng cam kết giáo dục các tiêu chuẩn tiêu dùng của chúng tôi quan tâm đến sáng tạo tác động tích cực đến môi trường địa phương và hợp tác với xã hội dân sự khoa học và các tổ chức tích cực hướng tới sự phát triển của lợi ích chung ừ, bạn văn cũng hay đấy Người đọc thì có giọng cũng tốt Nhưng mà hình như Tin vào chủ nghĩa nhân văn Mang tính toàn diện mà rốt cuộc Thì lại để cho mắt sưng bù lên vậy à <laughs> Cái này con đọc sau khi mắt con sưng thầy ạ à. Tuần trước thầy nhớ bạn trẻ Rất là thích nói đến phân định Phân định kiểu này là tiêu rồi Ủa phân định là Con phân định lắm luôn rồi Phân định gì mà Một lối sống mà thầy đề cập Tức là cũng phải lưu tâm đến bản thân mình chứ Ai lại đi tiết kiệm điện đến đổ mắt sương vù lên thế kia? Thì con cũng đâu có rõ lắm về mấy vấn đề này đâu thầy. Bởi vậy, hôm nay mới phải mò tới đây để nhờ thầy dạy thêm cho nó sáng suốt ra nè. Hmm. Không biết là sáng rõ vấn đề gì ha. Nhưng mà cái này là có thật nè bạn trẻ. Một nhóm nghiên cứu của nền kinh tế Francisco bao gồm các nghiên cứu sinh trẻ và một số chuyên gia tại Bắc Ý và Thụy Sĩ đã nghiên cứu về cường độ ánh sáng thực sự phù hợp trong các môi trường khác nhau chẳng hạn như là môi trường học đường hay là môi trường gia đình, nhắm đến việc bảo vệ sức khỏe cho đôi mắt nhưng đồng thời vẫn đảm bảo được việc tiết kiệm điện năng. Tự trung, tức là nỗ lực xây dựng một lối sống và chọn lựa sống phù hợp và hợp thời nữa. Hay quá. Vậy thầy triển khai cái đó cho con biết với. Biết sớm thì đã đâu phải như thế này đâu. Nhóm bạn trẻ này không chỉ nghiên cứu mà còn tạo dựng một mạng lưới cam kết thực hiện những nghiên cứu của mình luôn á. Các bạn gặp gỡ nhau trong những seminar 3 tháng một lần để nhằm tạo ra một lối sống mới, lối sống gần gũi với môi sinh, tức là hướng đến một chọn lựa sống có tính nhân văn toàn diện như bạn văn mà bạn trẻ vừa nói đó. Ừ, ngưỡng mộ mấy bạn trẻ này quá. À. Biết khi nào mới được gặp mấy bạn trẻ này mà học hỏi thêm kinh nghiệm nhỉ? Dễ mà, muốn gặp các bạn ấy thì cứ gửi email trực tiếp cho chương trình nền kinh tế Francisco thôi. Con muốn gặp trực tiếp kia Trước mắt là cứ gửi email về nền kinh tế Francisco@gmail.com à, trước ha. Rồi tôi đây sẽ đóng vai trò như một người trung gian liên hệ. Được chưa? Ừ. Nếu mà sau khi thầy liên hệ là con sẽ được gặp những bạn trẻ đó trực tiếp với ông phải không thầy? Ừ, dĩ nhiên rồi, đó cũng là một hy vọng đó. Bởi vì hè năm nay và hè năm tới thì các bạn trẻ đã có những dự án để đi châu Phi và đi Mỹ Lã Tinh để hiện thực hóa những dự án liên quan đến cường độ ánh sáng mà thầy vừa nói với bạn trẻ đó. Hơn nữa, dự án này còn bao gồm cả việc tái chế nhựa và biến nhựa thành nguồn năng lượng sạch nữa kìa. Ủa, còn cái tái chế nhựa gì ở đây nữa thầy? À, thầy nhớ là bạn trẻ rất ưu tư về việc sử dụng nhựa rồi bảo vệ môi sinh một lối sống xanh như đó đúng không? Thầy nhớ dài quá. À? Ừm, mấy cái tốt đẹp của mọi người là thầy nhớ dài vậy đó. <cười> <cười> Ủa, mà cụ thể cái tái chế nhựa đó là sao á thầy? Là phân loại các loại rác thải ra phải không thầy? Ừ, không hẳn như vậy đâu bạn trẻ ha. Đây là một dự án mà nhắm đến loại nhựa dễ phân hủy nhất á, nhựa PP1 á, à, tức là các bạn trẻ được người gọi tham gia vào một quy trình mà quy trình này có liên kết với một công ty sản xuất nhựa. Ừ. Tức ừ. là nó cũng liên quan đến số của tuần trước đó bạn trẻ. Thế là chọn lựa của mình cũng được đặt trong chọn lựa của một cộng đồng. Ừ. Để rồi hình thành nên một cái lối sống hay chọn lựa sống mà nó có tác động tích cực đến cộng đồng xung quanh. Ừ. Con cũng hiểu ra rồi. Có nghĩa là để mà thực hành cái điều này, con phải tóm hai cái ý của tuần trước và tuần này. Có nghĩa là chọn lựa sống của mình phải đem lại cái điều tích cực cho cộng đồng. Nhưng mà cũng phải đem lại điều tích cực cho bản thân và nó phải được đặt trong tương quan với toàn thể cộng đồng. Đằng này bữa tuần trước con mới học một nửa, con thực hành một nửa cho nên nó mới ra như vậy đây. Thôi, bây giờ con chào thầy, con về con đi khám mắt đã. Nhưng mà nếu bạn trẻ muốn thực hành hơn á, thì hè năm nay và hè năm tới đang lối sống và chọn lựa sống có những chuyến đi thực nghiệm đến châu Phi và Mỹ Latin đó. Nếu bạn trẻ mà có thao thức thì cứ liên hệ qua thầy có nghĩa là thầy sẽ tài trợ cho con đi cái chuyến này phải không thầy? Ừ. Lương bổng bèo bọt thế này thì không biết có tài trợ nổi bạn trẻ hay không. Nhưng mà nếu muốn thì cứ gửi email cho thầy. Ủa, email nào thầy? Để kinh tế fanchico còn gmail.com chứ gì nữa. À, tại vì đang đau mắt quá cho nên, nên quên. Ủa, ủa, vậy mấy bạn đó không đến châu Á hay Việt Nam hả thầy? Năm nay chắc chưa tới châu Á và Việt Nam đó. Nhưng mà nhóm cũng rất ước mong các bạn trẻ Việt Nam có thể tham gia vào chương trình năm nay. Biết đâu năm sau có thể thực hiện tại Việt Nam thì sao? Hy vọng như vậy thầy nha. Uh -huh. mà con thấy từ giờ tới hè vẫn còn lâu mà thầy. Tính sớm quá à. Ừ, thôi thì trước khi chờ đến hè thì chúng ta cùng hẹn quý thính giả vào tuần sau nhé. Chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới. Một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh. Các bạn có thể công tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email định kinh tế fascico, a gmail com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin, Xin chào, chào và à. hẹn gặp lại. Vatican News tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân hiệp hội lều thánh tiếp đón người vô gia cư ở Hoa Kỳ. hiệp hội lều thánh ở chicago hoa kỳ tiếp đón những người vô gia cư nghèo khổ giúp họ cảm nhận được sống trong một mái nhà và trong một bầu khí gia đình kitô bà tony và ông nick ở hoa kỳ là thành viên của hiệp hội lều thánh là một mẫu gương cụ thể về lời dạy của chúa kitô mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người anh em nhỏ bé nhất của ta là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Người che chở tôi trong lều thánh, đem giấu tôi thật kín trong nhà, đặt an toàn trên tảng đá cao. Là châm ngôn sống của Hiệp hội lều thánh. Sứ vụ của Hiệp hội lều thánh là cung cấp chỗ ở, thức ăn, trao ban tình thương và đời sống cầu nguyện cho những người nghèo khổ tổ chức hỗ trợ nơi ở cho những người vô gia cư ở ngoại ô Chicago của Hoa Kỳ và quy tụ các gia đình sẵn sàng đón nhận những người vô gia cư vào mái nhà của họ cho họ có một cuộc sống gần như là bình thường như mọi người, một sự hòa nhập hoàn toàn. Đây là một hình thức của những ngôi nhà công giáo đón tiếp công dân một hệ thống do Dorothy Day thiết lập vào năm 1933. Dorothy Day là nữ giáo dân và là nhà báo người Mỹ trở lại công giáo và trở thành tôi tớ của Chúa vì chứng tá đức tin và hoạt động xã hội. Vì tôi tớ Chúa này đã sáng lập phong trào công nhân công giáo. Bà Tony và ông Nick Bayer đã là một phần của công đoàn công nhân công giáo được gần 4 năm. Ông bà có bốn con, bé nhất năm tuổi. Kể từ khi họ mở cửa ngôi nhà cho những người vô gia cư, ông bà đã tiếp đón 12 người. Chúng tôi thầm nhủ, nếu chúng tôi có một cuộc sống gần như ổn định, chúng tôi có thể chia sẻ bằng cách mời những người khác kém may mắn hơn đến ở với chúng tôi. Bà Tony giải thích giống như tôi tớ chúa Dorothy. Đi. Người thực sự muốn đối xử với mọi người như thể chính họ là Chúa Kitô. Với ý tưởng bác ái này, ông bà lên kế hoạch nhân đạo kéo dài trong 3 tháng, với chủ đích rõ ràng là giúp những người vô gia cư có một cuộc sống tương đối ổn định, xứng với nhân phẩm. Thành viên của Hiệp hội Lều Thánh đón nhận những người kém may mắn trong thời gian 2 năm. Trong thời gian này, ông bà giúp họ hòa nhập vào môi trường gia đình mới đưa họ trở lại cuộc sống bình thường bằng cách đặt ra những mục tiêu nghề nghiệp cho mỗi người bà tony nói khi những vị khách của chúng tôi rời khỏi mái ấm gia đình chúng tôi thường họ có thể tự lập có căn hộ riêng xe hơi riêng và một công việc ổn định theo bà tony đây là một quan hệ đòi hỏi sự tin tưởng nhau giữa gia đình đón tiếp và những người đang cần được giúp đỡ một khi hai bên đã chính thức thiết lập một tương quan, gia đình ông bà sẽ thiết đãi họ một bữa ăn ngon. Rồi khi hai bên đã cảm thấy thoải mái và có thể chia sẻ những dự tính, ông bà sẽ tìm hiểu về lai lịch của họ, về mọi lĩnh vực để từ đó đưa ra một chương trình giúp đỡ cụ thể. Sau đó là bắt đầu những ngày tháng để hòa nhập vào cuộc sống gia đình của những vị khách. Cụ thể, họ có những sinh hoạt chung với gia đình như những bữa cơm giờ chơi việc nội trợ và trên hết là giờ cầu nguyện bà tony giải thích chúng tôi cho rằng nhịp sống gia đình mà chúng tôi dành cho những người vô gia cư là điều quan trọng hơn nhiều so với những thứ vật chất những vị khách của chúng tôi không phải là những con số họ là một phần không thể thiếu trong ngôi nhà của chúng tôi bà nhấn mạnh thêm rằng Hiện nay, đây là một sứ vụ cần thiết, bởi vì giáo hội cần nhiều ngôi nhà đón tiếp hơn dành cho các giáo dân hoặc các thành viên của cộng đoàn, những người già cả, nêu đơn và thiếu thốn. Thánh Teresa Avila nói, Đức Kitô không có thân thể nào khác hơn là chính bạn, cũng không có tay chân nào khác ngoài tay chân của bạn. Chính qua đôi mắt bạn, lòng trắc ẩn của Chúa được biểu lộ cho thế giới. Bởi vì nhờ đôi chân bạn, Chúa làm điều tốt. Qua đôi tay bạn, Chúa chúc phúc cho nhân loại hôm nay. Bà cho biết thêm, hiệp hội Lều Thánh bắt đầu sứ vụ cách đây 4 năm, chỉ với một gia đình giúp đỡ một gia đình khác trong thời khủng hoảng. Từ hai gia đình này, ngày nay đã phát triển thành hiệp hội trở thành Lều Thánh, đón tiếp người vô gia cư mọi thành viên của hiệp hội đều hỗ trợ nhau bằng cầu nguyện thăm viếng thường xuyên tất cả các vị khách đều biết giúp làm việc nhà quy tụ trong giờ ăn đi làm hoặc đi học và thường xuyên gặp gỡ các tình nguyện viên của hiệp hội Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.